tục, ra quân liên tục, ra quân quyết liệt. Phường nào làm không tốt thì chắc chắn là phải gắn với công tác cán bộ, đó là điều chuyển hạ chức, thậm chí cách chức cán bộ như chỉ đạo ý kiến của đồng chí Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với cái văn minh trật tự đô thị quận 1 thì rất nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới. Ví dụ như những người đến quận 1 tiểu bậy, những người xả rác, những người đi xe máy đeo lề và những nhà dân, kể cả các cơ quan nhà nước mà có những cái bục dẫn lên xuống vi phạm đến cái trật tự lòng lề đường, ảnh hưởng đến vỉa hè của người đi bộ, thì kể cả cơ quan nhà nước chúng tôi cũng làm bằng được. Người dân làm chết ông có chịu không? Tôi mời ông đi vô. Nhưng mà ai cho phép? Ngay trên lề đường này mà để nhà to đùng không ra, không ai sẽ ở ấy, không ai làm việc hết. Thôi, to đùng như thế này, anh cho đẹp luôn để giải phóng cái lề đường. Nộp thuế nhiều, nhà nước rất trân trọng, nhân dân rất trân trọng những ai nộp thuế nhiều. Nhưng mà không phải vì nộp thuế nhiều mà em muốn làm gì thì làm. Anh không thể nào đưa đi cho em mà để làm cái công dân nhà kia được. Nên em đừng có xin trỏ anh với cái này. Còn dân người ta coi, cứ để người ta coi, để cho hiệu ứng để lan tỏa đến cả cái thành phố này, cả cái đất nước này. Đề nghị này là chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau đồng thuận và chia sẻ để giải quyết các vấn đề. Tôi đúng công nhận đây là một đơn vị trọng yếu và đơn vị quan trọng. Tuy nhiên nó không thể đứng trên luật pháp được. Được rồi, bây giờ những cái hợp tác mà để bổ sung sang thì sẽ cố gắng. Một tháng nha chị nha. Rồi, cố gắng. Đề nghị bệnh viện đó, Bình Dương làm tất cả. Những cái gì mà em khôi phục lại để cho đảm bảo. Dạ, khôi phục ngay. Tất cả vỉa hè sẽ là trắng. Ngay trong đêm nay không còn một cái vấn đề gì mà để cho người dân đi làm và vui hiếu. Người dân người ta đang trông chờ vào chính quyền. Người ta đang kỳ vọng vào chính quyền mà mình cứ đùng đỉnh từ từ thì làm sao mà xã hội phát triển được. Anh bỏ hội họp đi, hội họp vô nghĩa phải bỏ đi. Dân người ta đang trông chờ mình làm việc chứ không phải trông chờ mình họp. Bây giờ mà để nhân dân như này làm sao được? Nhân dân phải là số 1, doanh nghiệp đứng sau. Luật pháp phải nghiêm minh thì đất nước mới phát triển được. Anh nhớ điều đó. Chứ tôi du di anh rồi tôi du di người kia thì tôi không thể làm được. Bây giờ ai cũng như ai, anh phải thông cảm cho tôi. Tôi chỉ huy thực thi nhiệm vụ mà tôi còn lấn cấn người này, lấn cấn người kia làm sao tôi làm được. Em chỉ có mỗi chậm là một ngày thôi chứ em không phải em cố tình em làm. Mỗi người đều nói chậm như thế hết, ai cũng nói hết nhưng mà không làm. Em đã tối thì em tháo rồi, sáng em tháo. Ai cũng nói nhưng mà không làm. Em sáng em đây đang tháo mà, tháo nhưng mà. Tôi nói anh nghe. Nó bụng quá đâu, em là tôi hiểu may nó kết thúc em làm. Anh phải chung tay với quận 1. Không em làm. Chung tay với quận 1. Em nhất trí. Xây dựng quận 1. Buộc phải cầu, ai cũng bị cầu hết mà bây giờ em không cầu cái là người ta nhìn chính quyền như thế nào. Đúng rồi. Căng lắm. Rất trân trọng các tập đoàn nước ngoài đến với Việt Nam, rất trân trọng. Nhưng mà phải đặt lợi ích của người dân thành phố lên hàng đầu. Phải như vậy mới được. Vâng. Chưa nói đến kỷ cương phép nước nữa. Dạ đúng. Thứ hai là hôm nay chúng tôi không thể nhân nhượng được nữa, chúng tôi tháo dỡ toàn bộ chi phí tháo dỡ 50 triệu này tập đoàn sẽ phải trả cho công ty công ích quận 1. Thứ ba là tiền phạt 8 triệu và biện pháp là cưỡng chế tháo dỡ khắc phục ngay trả lại vỉa hè. Vi phạm rất nặng, không xử lý gấp nhanh như này. Và ông đề xuất với tôi thu hồi giấy phép đây, thật chưa? Nha. Mời đại diện. Mời đại diện. Nếu lỗi vi phạm nặng là phải đề xuất thu hồi. Rồi lấy bản làm. Bất cứ ai đứng sau lưng cái bãi xe này cũng xử lý hết. Thử tưởng tượng 100 căn nhà ở đây, nhà nào cũng giống như anh ấy, thì làm sao? Sao mà tưởng tượng được? Bây giờ cái khu này nó có sẵn mất trơn rồi. Bây giờ này là luật là luật. Bây giờ em có chấp hành thì lập biên bản ngay. Còn nếu em không chấp hành thì buộc lòng phải có những biện pháp khác. Khẩn trương đi, chứ tụi anh không đợi được. Ai cũng như ai hết nha. Rồi rồi, nếu mà nói vậy okay. Thôi, quá khó khăn. Bây giờ thứ nhất nha, qua kiểm tra giấy tờ ở đây nha. Thứ nhất
là giấy phép đến 30 tháng 6 là hết, hiện nay không có giấy phép. Lập biên bản ngay thời điểm này, đoàn liên ngành quận lập biên bản thời điểm này. Thứ hai là cái đội quản lý trật tự thì quản lý nhà nước trên cái địa bàn này, lĩnh vực này thì đội quản lý thì không được đứng tên. Nhà đứng tên là không đúng đắn, không phù hợp. Vừa quản lý địa bàn, vừa đá bóng, vừa thổi còi là không được. Đấy. Thứ ba là bãi xe này không có phép mà vi phạm mà như thế này, tồn tại như thế này là không được. Giấy phép lằng nhằng hết, không có đủ pháp lý. Nên là đề nghị phường đúng 9 giờ sáng mai bãi xe này phải chấm dứt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.